Không còn Messi và Mbappé, PSG quay về phụ thuộc Neymar. Nói Paris Saint-Germain phụ thuộc Neymar bởi chỉ khi siêu sao người Brazil trở lại, đội bóng nước Pháp mới tìm được chiến thắng trong tour du đấu châu Á. Trở lại sau chấn thương, Neymar phô diễn đẳng cấp với cú đúp vào lưới Seonbuk Hyundai. Trận giao hữu tại Busan, Hàn Quốc diễn ra ngày hôm qua. Trước khi Neymar hiện diện, PSG không thắng bất cứ trận nào tại giải tứ hùng Nhật Bản. Bị Al Nassr cầm hòa không bàn thắng, thua liên tiếp trước Cerezo Osaka và Inter Milan, những kết quả kém thuyết phục dù chỉ là giao hữu. Trong trận thắng Seonbuk, mọi đường tấn công nổi bật của PSG đều phải qua chân Neymar. Tính đột biến chưa được các tiền đạo khác của PSG thể hiện. Đây là nguyên nhân góp phần để ban lãnh đạo Le Parisien phải dốc hầu bao chiêu mua Ousmane Dembélé, 50 triệu euro từ Barcelona, và Gonçalo Ramos, 80 triệu euro từ Benfica. Kích hoạt Neymar bùng nổ trở lại sau nhiều năm trồi sụt vì chấn thương là nhiệm vụ quan trọng của huấn luyện viên Luis Enrique, đặc biệt khi Mbappé không còn tương lai tại PSG. Nhưng trở nên lệ thuộc vào số 10 người Brazil lại là vấn đề đáng lo ngại. Thậm chí, Luis Enrique còn bị đồn thổi phải từ chức chỉ sau những trận giao hữu thất vọng. Điều đó cho thấy sức ép cực lớn với nhà vô địch League một thời điểm hiện tại, trong bối cảnh mùa giải mới sắp khởi tranh.